Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023 của Kho bạc Nhà nước Bắc Cạn. Phần thứ nhất, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Năm 2022, Kho bạc Nhà nước đề ra mục tiêu và phương châm hành động là hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ theo chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021-2030, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ, tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống kho bạc nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Công tác chỉ đạo điều hành. Thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Kho bạc Nhà nước Bắc Cạn đã được phê duyệt, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Cạn đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các mặt hoạt động của đơn vị, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện cho công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quản lý điều hành ngân sách trên địa bàn. Thứ hai, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, tổ chức điều hành quản lý quỹ ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Công tác thu ngân sách nhà nước, thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 theo nghị quyết số 90 NQHDND ngày 7 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Cạn, Kho bạc Nhà nước Bắc Cạn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, thực hiện quyết liệt có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin hàng ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn tỉnh đạt 684,9 tỷ đồng trên 820 tỷ đồng, đạt 83,5% dự toán thu năm 2022. Trong đó, thu qua ngân hàng thương mại chiếm trên 90% tổng thu vào ngân sách nhà nước. Công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước trên cơ sở các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2022, Kho bạc Nhà nước Bắc Cạn đã tổ chức kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, tăng cường phối hợp